Qua đang đó. Không phải đóng vui thế nhỉ? Đóng gì? Không đóng vui thế. Hôm nay họp ra mắt. Có phải là mọi người lên là em đi xe, mọi người là như cái chợ. Nghe vào chơi không? Đây là họp chợ nha. Ai có bán gì ra đây nha. Xả gì không? Đi Huế. Anh ngợi ở đấy hả mọi người? Mọi người bảo anh ngợi với chị Trang yêu cầu đi mình mời lên. Bốn năm. Anh ngợi đâu? Rồi. Bốn năm. Làm gì đấy? Rồi. Bốn năm mang làm gì đấy? Lôi ơi. Cô quý anh. Tao Lôi. Lôi nhớ cô không? Không. Đây chào cô quý anh. Cô quý anh đang làm gì? Bốn năm nhớ Lôi quá. 60 7 người 1 2 3 4 5 6 7 Đâu đâu? 7 người 7 người 7 người à? 7 người 7 luôn à? 7 8 người thấp không? Như cáo ơi. Thì trời, Lôi biết đếm chứ trời. 5 Ê, Lôi đi đâu ấy Lôi? Nó vui ấy, học xã. 5 con thằng 5 con la nữa à? Lôi có cho anh em qua đâu? Anh bảo dạ. Anh bảo về, anh bảo về, em rủ về anh Điệp với chị Hướng là chuẩn bị mai rắn để vô ăn cổ. Vô ăn cổ anh Tám với chị Cửa anh chưa? Hiện tại bên mình các bạn là tắm nhá khoa nha mọi người. Em đang xem cái bóp thì này giá 50.000 bao nhiêu tiền? Bạn bảo đi đâu anh? Anh đang đi ăn ở cái quán đi, quán nó gọi quán gì nhỉ? Đi đi à, ăn đi vào quán này của giới thương lưu ấy. Anh không ơi, chân đóng đi ăn ta được kể đấy. Quên cái này là cô ca. Bây giờ anh đang đi vào quán giới thương lưu để xem như thế nào. Ở đây có món gì ngon không anh? Đó là món chị gái. Bíp đấy mà, ăn bíp đấy. Bíp thì cái bíp là gì? Ăn bíp đấy. Bíp là gì? Cơm, thịt bò. Bíp lát. Em gọi như bạn bán đi, em gọi như bạn à? Đây đây, để em bán lên karaoke. À, gọi như bạn luôn em. Anh có cái gì bán đâu? Đấy, mọi người ai gọi như bạn em đã bán đi. Nhưng mà cái này chỉ đâu có bán được. Quấy lối à? Mí ná. Quấy lối à? Quấy lối đấy. Lối ơi. Đá. Tôi chào lối nha. Đá. Quấy lối không? Lôi không quay vlog à? Ai đấy? Ủa, sao cô hưng xinh thế? Sao cô hưng xinh à? Nịnh thế. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Cô Quý Anh cũng xinh. Cô Hướng mùi đây là cái đạn đây. Khén cô Hướng chính cái mùi đây là cái đạn thôi. Chết rồi. Cô quên rồi. Quên rồi. Anh bảo gọi hai phần thôi, đừng cứ gọi cho thằng Lôi. Ngồi đâu anh? Đúng rồi, đồ kia nó đi ăn qua là điện kẻ đi. Anh người ơi, cười đi anh người ơi. Anh ngồi đâu rồi? Đội ai đấy? Anh yêu cái đội này mà cưới thì chắc là một lúc mà phải tầm. Anh chạy cỗ không kịp. Anh bảo ơi, gọi đến mã chuột anh Ngáo ơi. Hả? Bốn chuột. Thằng Lôi không ăn đâu. Gọi đến bốn chuột ra đây đấy. Gì đó? Nghe ăn chỉ có bốn xuất rồi các anh. Em không gọi nữa ạ. Anh Bảo ơi, gọi thêm bốn xuất nữa. Hả? Hai ơi. Gọi thêm bốn xuất nữa. Ôi. Cái gì á? Hai ơi, cô Huệ chơi về em đi. Ờ, cô Huệ hả? Hai Linh hả? Anh Huệ ơi, lên like nói chuyện cô mời người. Cô Huệ ăn mấy cái app nò lắm. Anh em á? À, anh Nam kể được anh ơi. Mời người chuẩn bị đàn cô nhá. Mấy người có mén nghĩ rồi, nghĩ luôn người cả các mén. Anh đoán xem, anh đoán xem trước hay là Nam với quen trước? Mấy người đã xem đi. Cháu cô giáo biết được không? Vui chơi có thường nha, mọi người đoán đi, vui chơi có thường.
chị Hương ấy, mai một mình mai một mình đi làm nấu xong đi làm may xong rồi mình muốn đâm xe gì mình đi ăn cưới anh Nam thì cưới anh chị Hương ấy. Em bây giờ em sao cho đến bây giờ cái gì lỗi ấy, ai giờ ra về số lỗi đúng đang làm gì ngồi xem chú hát gì nữa, cứ bật mic đi. Đôi đi về đi, đừng có ăn, ăn suốt. Hát coi, mới hát bài 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 hồi nãy mới hát coi. Đầu cho đến bây giờ. Hâm na na na. Anh mình cười có anh Khôi đấy hả anh ngợi. Để anh Dũng về lấy trước. Anh coi to cho vượt được. Đi đánh xe ra chơi cả ngày à. Chứ buồn quá, lôi đi không đủ chứ buồn quá, chứ dài. Một cặp. Chú Hương anh Điệp nằm đi cưới à? Để tiền mai đó. Để tiền mai đó. Mấy ngày cứ mai đáng chuẩn bị dân đi để đi ăn cố nha. Để lúc mất người ra đi đi ăn cưới không kịp đâu. Em đang lừa đâm xe rí rồi. Cứ hỏi đi. Đi cưới đi mời cưới nó không đi cưới kịp nữa. Đi vô. Chứ. Đã hà tình nữa. Mới ngặt. Điệp ơi. Thế tôi không có đâu. Điều điếu. Anh Dũng ơi, mọi người hỏi là người yêu của anh đâu anh Dũng kìa. Anh Dũng là vợ rồi. Quỳnh đâu kìa. Anh yêu của anh Dũng là. Anh Dũng ơi, người yêu của anh Dũng đâu. Anh Dũng là vợ mà, vợ Dũng là giáo viên. Kêu là, người hỏi không biết là cô hàng xóm hay là cô ở nhà. Anh nào phải đi anh ơi ạ. Anh vừa với anh thôi, đừng có đốt nhà người ta. Anh hàng, cô hàng xóm sau này để em kêu lên live với anh Dũng nha. Cô có à? Một đá đây mọi người đẩy phiếu lên một đá kêu cô có nào. Lên một cục bia mọi người, mọi người có cánh anh Bảo tím về follow cho anh Bảo mọi người. Như anh Bảo đang lên một cái follow là công khai người yêu anh Dũng nha. Anh Dũng mới quen đấy mà sống sau nhà mà. Em đi ấy. Đây đang ngồi nghe hát gì? Ngồi cười à? Ôi bài mình nhận nào nha mọi người. Chào mọi người. Anh chị nói chuyện nha, em về đây nha. Mọi người nói chuyện. Bye bye chị Hương. Bye bye em chào cả chị. Chào mọi người. Chào mọi người. Đi với tôi ăn được em. Bốn suất nhỉ? Giá dư đó nha. Bề đi sạc cho mày tỉnh nó ra. Bye bye. Rồi chuẩn bị về. Rồi in thôi chưa? Ai nói chuẩn bị về nhá? Anh xuống lại này. Đầy yếu quá. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye hết rồi. Mọi người đi hết rồi. Thôi mình cũng bye bye luôn. Bye bye. Em cũng ngủ đây. Bye bye. Được anh Lê, được anh Lê cô gặp, được anh Lê. Được anh Lê. Được anh Lê đi mời mọi người không được xong em mới lái mời đó. Chứ là em cũng làm ăn phần rồi. Nick của em bị gì á? Không có chỗ mà. Bye bye mọi người nha. Bye bye anh nha. Bye bye. Bye bye, chúc hai ngủ ngon, chúc hai ngủ ngon, bye bye. Mới có 9 giờ rồi, chúc ngủ ngon rồi, chán thật.